Chúng ta bị video muốn những bạn sắc xa rồi mà hỏi cứ tiện tôn những cái install ESXi muối ESXiP nâng AD nâng vCenter chẳng được nông video này đấy nhưng trong một hai nhà tổ học này ông pi được biết add ESXi muối TP cho tất cả vCenter nằm bây add bán thì muối dương tử set IP ESXi muối TP ở trên range chỉ mua những vCenter đam bay ai ở vCenter ESXi đang pi cho tất cả vCenter bàn chúng ta tuần video nâng dương bàn mưa bị môn mà hỏi chúng những to một căn video mũi tiết cứ được biết ESXi đang pi đang cho tất cả vCenter chấm bóc ôn ba tim mua những ai ba ESXi đang pi đang máu ok là những power on ESXi tim muối ok chung ESXi thì mỗi dương bạn ba cái IP bộ viêm rồi cái pi rồi không bảy rồi chất bút pi son bảy chung dương ba ESXi thì pi máu mình top pi dương ba rồi rồi hỏi dương đừng add ESXi đừng pi cho tất cả mình xin vCenter và dương làm bấy ao vCenter miễn tu nội ti cục cro từ lơ hot thằng pi nằng cứ ESXi đừng pi nằng chia interface này cái start up bọc ESXi nó không biết ổn dương hiện năm pi và mũi chạy phèm cứ vừa dần mây bỏ ESXi lấy vị trình đó của mũi chạy phá lấy chân dương hiện mũi chạy phèm tới viên mình full option ok chân ở ESXi đằng pi dương bàn bà khai ấy đại ESXi thì mũi mình IP ở pi son bấy ESXi thì pi chúc nhưng mà escape trên sân máu pi son bay kia sorry thử mũi pi son bay mũi son pi ok lấy dương cho từ mưa đại giặc ra mà dương quấn ta ESXi mũi mình IP man ESXi pi mình IP man chứ dương thưa ấy dương thử miền đại giặc ra ba lót làm bay thưa bờ sân thì dương thưa thưa đại miền đại giặc ra ba lót tí chân dương thưa ở network rồi bò dương rồi nhảy bạc cúp cồn ok chân dương cho từ mưa đại giặc ra mà dương quấn nhé chúng ESXi thì mỗi miền IP 207 ESXi thì pi cái miền IP 200 nè chúng mỗi 207 mỗi 200 ok chúng những follow làm đại gia gram mà dương rất là dương thử miền notepad mỗi đồng bay nota IP và dương và man ấy và man đồng bay dương nghi sùa không ca cúp cồn bật đai network rồi bỏ dương chúng mong phụ anh nói chỉ nói phê chế máu là bây nghi xuống nông nông ca cúp cổ mà dương chẳng những còn ai phê để dương click những anh bạn mưa tha ESXi và dương miền IP man storage và dương miền IP man nghi xuống nơi phê để dương click chẳng tìm mua và dương miền IP 200 TP và dương miền 207 ok chẳng những follow từ tạm nắng nè chốt nhưng số mưa tích tìm mua 200 TP 207 ok chúng cho tất cả là ESXi và dương vĩnh chúng nếu dương cho tất cả edit IP và dương chúng làm bây edit bán dương mười video muốn dương đăng ấy chốt vì kẹn tích làm bây edit bán ông bảo là cho add thu máu hay dùng ngoài password và dương tổ một tiết bóng ôn cho lại config network này chứ mà nó enter máu hay vô IPv4 configuration enter tiết tổ một tiết in scroll một khổ nhưng cài đã pi rồi dừng lục máu đã pi rồi ok vì hiện càng tích nhằm tích yes sorry lục bỏ bật ok chứ nhưng đặt IP mà rồi cái phí cho rồi học cùng với cho rồi chật 4 cho
Nhằm tích bằng bốn bìa kén chích pi rồi nhằm tích nhằm vài thân chích pi rồi khi dính chạy mong rồi cao pi mà rồi không bấy mà rồi chích bốn chích pi rồi hay dừng inter mà dừng chích inter mà chúng IP và dưới chân một pi rồi ấy bọn chúng IP escape nó là bị sell với chân 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 sau vài nó là bị sell chân ok nhưng escape bụi tiên nó là bị chạy chân nè chân 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 nó IP pi rồi chân 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 ai đi bút ESXi là bỏ dưới các bạn đưa có dưới máy đi bút bà này bật tay vào sân chợ đá nhưng ai đi bút đó ok là IP IP mũi TP và dưới những bạn set complete hơi ở hỏi ní thì mũi IP pi rồi thì pi IP pi rồi bảy chứng dương chấp đam s e s i đồng pi cho từ căn vCenter ok nhưng bạn ai thông định mà ok nhưng s e s i đồng pi cho từ căn vCenter và dương chứng làm bây s bán thì mua dương thử một ca data store sẽ làm bây store e s i đồng pi một bọn ai chạy create new máu nhưng ai chạy lên đi sorry giờ vì diện tích hay dương new data center giờ một cái data center mới máu là mới store is ai đang pì ok chứ nhưng đã mua ai data center data center và dương thế nhưng đã chung mua máu chứ dương chọn đồ chung mua của bạn lên chứ nhưng mặt đồ tiếp nhưng đặt data center cho máu anh em chạy ok thế dương các bạn data center hỏi chứ nếu không data center nó toàn bên ai tỷ chứ dương ai add hot thì mua đi mua cho một căn data center vào dương dương mà làm máu nơi lừa data center chạm tích để xa mà xin viền slow ok nhưng add hot máu hay dừng quay IP ESXi thì mùi vào dừng cứ mở rồi cái phí cho mở rồi học cùng bấy cho mở rồi chất buôn cho pi rồi hay dừng chích nick nhưng chích nick máu hay dừng quay user password ở bọc ESXi vào dừng chứng user nó quên là dừng set up ESXi được bộ á user nó nè thì nhưng vậy mà user root password để dương ban đảo ok hãy dương chuyện này tiền máu đi vì chập đạp ad hoc hay chứ mình đã ở lại nếu vì là certificate dương ở miền tế dương chuyện dễ máu nó đi is ai bởi dương miền IPP rồi nhưng phở một đề vì âm vé hay vừa dần bởi dương cứ is ai của mỗi chuyện phèm này hay dương chuyện này tiền máu nếu bị ao dương add license và dương min license nhưng add máu bỏ min license tế dương mạch add tế trong việc phở ban học xong ngày nên phải để học xong ngày vì đừng expire chạy nịch tiết cái này ní dương đặt ở default là viết tới lock mode visible chạy nịch tiết hay dương add một căn data center và dương chạy nịch tiết nên nè mà dương quy rồi location data center vừa dần bỏ dương license và dương admin tế hay data store lọc não vừa dẫn hay data center hay ai chơi phim này chúng mình thay dựng ad ban ESXi muối ấy một ổn khi nhé máu ấy ESXi ở tim muối cứ bàn một đó lấy chạm đi tới viên alert này cứ dựng ad ban ấy và to bị ad tim muối dựng ad ESXi muối tiền nằm bây ở chrome ca cuối cùng vào vision thế dựng ai chơi ad họ đấy to một tiết điện vài ip bỏ ESXi tp máu rồi cái p chọn mở rồi hộp bảy chọn mở rồi chật bốn chọn pi son bảy anh nói is ai bỏ bờ tp thì chọn này chuyện máu thưa đôi tim mua chẳng chứng user đã user để những bạn cầm nó
is the root password standard Microsoft P S dollar P dong W để sâu nó đi nịch tiết hay chụp giải máu giữa miền sơn thì bị khe tế chụp nịch tiết vì ở đại license nhưng mạch đại tế để ra dương testing tế thì bất cứ lại những dương thời tinh license bị trong hôn viêm về máu rồi có dương ai cày tại dương ở dương tinh màu của mọi miền bắc nhà hán đấy bây giờ dương miền bắc nhà hán dương ai chạy tôn được căn trong hôn viêm về đã bày support chụp nịch tiết dương ai cho được căn data center đấy hay chụp finish đi processor với bạn 80% OK, lấy những bạn add ESXi đằng pi cho tập can vCenter. Tương tự tương tự năng video add ESXi đằng pi được gọi add host cho tập can vCenter. Tập ban mình chọn số một cùng.